Bình giữ nhiệt có dung tích cho mình là 592 ml, và cái con bình này có cái màu cho mình, đó chính là cái màu là màu trà sữa. Cái mẫu này thì chiều cao thì nó khoảng cho mình là hơn một chai nước suối tí xíu thôi. Cái phần đáy bình này thì nó to hơn chai nước suối một tí, và cái mẫu bình này có thể xài giữ nóng được và giữ lạnh cũng được luôn. Cái bình này cái phần nắp mọi người mở ra rất là nhanh và tiện lợi cho mình chỉ cần mở ra, sau đó mình cầm thao tác lên như thế này để mình uống. Và cái bình này rất là tiện khi mình có thể dùng được trên xe ô tô mình luôn. Và cái mẫu này á thì nó có một cái tính năng đặc biệt trong cái nắp này, nó có thể giúp cho anh chị mình có thể uống được nước có ga bên trong luôn, nên khi mình dùng rất là yên tâm. Có thể giúp cho mọi người xài giữ nóng được 18 giờ, giữ lạnh thì được 36 giờ. Cái phần nắp này thì mọi người có thể tháo ra vệ sinh cũng rất là dễ dàng cho mình luôn, để em hướng dẫn cho mình để cách tháo nha. Cái phần nắp này mọi người chỉ cần giật theo giống như thế này đây là sẽ mở ra. Còn cái phần gon này thì mình cũng có thể mình tháo ra luôn, sau đó mình đem ra vệ sinh. Thì cái nắp này thì nó là cái nắp là nắp version 3 nha anh chị, nó là nắp version 3, nó được cải tiến từ cái nắp version 2 thành version 3. Thì cái nắp này mình tháo ra vệ sinh và mình lắp vào cũng rất là đơn giản với mình luôn, đem hướng dẫn mình cái lắp vào nha. Đây mọi người tham khảo đây, phần nắp này mình chỉ cần gắn như thế này thôi. Rồi cái này là cái gon gắn vô, còn cái cây cuối cùng là mình gắn như thế này đó, vậy là xong.